yên đang lành đi cho vay tiền. Vậy xong bye bye, hai ba năm rồi chẳng thấy tâm hơi. Niềm tin vẫn còn, mai một anh sẽ đưa. Bao tháng năm giờ khó khăn đã qua, anh ơi nhớ không ngày đó khi cơ hàn ai đã cho vay tiền. Lúc chơi với nhau, cà phê rồi ăn uống, tình thân bạn với tôi. Lúc mới vay thì người hứa chẳng với sao, giờ thấy nhau trên đường, sao ngoảnh mặt làm ngơ. Tôi vì tin bạn nên tôi mới cho bạn vay, mà cớ sao bây giờ nhìn anh giữa đường sao trông thấy giống cây, chẳng hỏi han câu gì quay lưng bước đi luôn. Bạn chơi với nhau sao cho vay tiền, vay xong quên liền. Anh ơi biết không, bao nhiêu danh dự chỉ bấy nhiêu sao. Rồi mai nếu gặp anh hãy nên biết ơn, khi khó khăn người đã giúp đỡ anh. Ai ơi nhớ cho cuộc sống luôn công bằng với tất cả mọi người. Vậy thì người hứa chẳng với sao, giờ thấy nhau trên đường sao ngoảnh mặt làm ngơ. Tôi vì tin bạn nên tôi mới cho bạn vay, mà cớ sao bây giờ nhìn anh giữa đường sao trông thấy giống cây, chẳng hỏi han câu gì quay lưng bước đi luôn. Bạn chơi với nhau sao cho vay tiền, vay xong quên liền. Anh ơi biết không, bao nhiêu danh dự chỉ bấy nhiêu sao. Rồi mai nếu gặp anh hãy nên biết ơn, khi khó khăn người đã giúp đỡ anh. Ai ơi nhớ cho cuộc sống luôn công bằng với tất cả mọi người. Rồi mai nếu gặp anh hãy nên biết khó khăn người đã giúp đỡ anh. Ai ơi nhớ cho cuộc sống luôn công bằng với tất cả mọi. Bureau, thiết bị chăm sóc sức khỏe hàng đầu châu Âu tại Việt Nam.